Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có tổng chiều dài toàn tuyến là 19,8 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Sóc Trăng dài 10,9 km. Đến nay, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Riêng với đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành hiện đang được hoàn thành phần dãy phân cách cứng cũng như là sơn dạch kẻ đường, nhất là hoàn thiện trả lại bờ kè, dĩa hè thuộc khu vực thị trấn Châu Thành. Qua đó làm cho bộ mặt đô thị trở nên khang trang. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Sóc Trăng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Với quy mô xây dựng đường cấp 3 đồng bằng, bề rộng nền đường 20m gồm 4 làn xe, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành phần mặt đường, cống hai bên đường, nhất là lắp đặt dãy phân cách cứng, sơn tim đường, dạch kẻ đường. Hiện công trình đang tiếp tục hoàn thiện phần sơn và lắp đặt lưới trên dãy phân cách, đảm bảo phân chia hai chiều cho phương tiện lưu thông, tạo sự thống nhất và đồng bộ trên toàn tuyến, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông, nhất là ở các khu vực chợ, trung tâm thị trấn Châu Thành. Thấy quốc lộ mở ra thì nó rộng rãi, bà con đi lại thì thuận tiện, dễ dàng cho bà con buôn bán dễ dàng hơn, rất là an toàn. Nói chung là như vậy, những chiếc xe lưu thông sẽ không có va chạm, va quẹt với nhau nhiều. Theo kế hoạch, công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục phần hoàn thiện, trả lại diện mạo cho khu vực bờ kè, dĩa hè trung tâm thị trấn Châu Thành có chiều dài khoảng 1,8 km. Công trình đang tiếp tục bố trí, trồng lại cây xanh, cải tạo các khu vực trồng hoa, hạ tầng kỹ thuật, lát gạch bờ kè để đảm bảo về không gian, diện mạo mới cho trung tâm của huyện Châu Thành. Sau khi tuyến quốc lộ 1A thì được mở rộng nâng cấp, sửa chữa hoàn thành, thì đối với đơn vị thi công cũng tạo được cái dãy phân cách, rồi lát lại các cái dĩa hè, trồng cây xanh cũng tạo được cái dãy mỹ quan của đô thị. Cái đơn vị thị trấn cũng có xây dựng cái kế hoạch lập lại trật tự cũng như tổ chỉnh trang đô thị, có tiến hành hướng dẫn bà con mình buôn bán theo cái trật tự, là nhất là mấy cái bảng quảng cáo cũng như là mua bán không được lấn chiếm trên cái dĩa hè để tạo cái mỹ quan chung cho đô thị. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giải quyết tình trạng ngập nước ở một số đoạn, mở rộng mặt đường, tránh va chạm xung đột giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt. Như vậy, công trình cơ bản hoàn thành đã đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của người dân từ bao lâu nay, tạo sự đồng bộ với các đoạn đã mở rộng trước đó. Quốc lộ nâng cấp vậy là người dân cũng đồng tình lắm á, bớt tai nạn dữ lắm á. Trước đây đường nhỏ nó ngay chưa giải phân cách thì vấn đề tai nạn nó khá lắm. Bây giờ từ ngày làm nâng cấp quốc lộ 1A này rồi á, cái có giải phân cách đường cái một chiều, tai nạn nó giảm thiểu dữ lắm á. Theo kế hoạch, tuyến mở rộng đang tiếp tục được hoàn thiện các công đoạn sau cùng, trong đó trọng tâm là cố định giải phân cách, bố trí các đoạn mở để phương tiện thay đổi chiều hoặc hướng đi, sơn mới tim đường, dạch kẻ đường, phân chia làn đường và đặc biệt là hoàn thiện phần bờ kè, dĩa hè, khu vực trung tâm thị trấn Châu Thành. Qua đó tạo diện mạo, điều kiện thuận lợi để các phương tiện lưu thông dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ trong thời gian tới.